cho tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trang trí cho một chiếc móng giải như này nhé. Mình vừa tô xong bức tranh của mình. Cầm cái cắt móng tay đấy. Sao mày cứ thích lấy móng tay, cắt móng tay của con mèo là tao nhỉ? Nó nát từ lâu ra đây rồi. Mày biết đấy là của hồi môn của con tao không? À để thế xong rồi anh tân hồi môn của con. Hôm qua tôi nhớ mấy con mít ở bên kia con mít chính chặt đấy. Và bây giờ mình vừa tô xong một cái này cảm thấy rất là nhiều mối của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Chào cả mọi người, chào mọi người đến kênh tôi tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình có bức tranh đấy là một con động vật ba mắt này này. Anh chưa đi dập cái trong đấy. Sao mẹ tôi lừa cho con cái chân này nó cứ lăn lộn rồi nó không ngủ. Chăn như là làm phụ đồ môn. Không biết là có đợi đến lúc làm như thế chồng con. Mới quà đúng không? Mình ơi, đợi em tí. Vừa rồi mình đã trang trí xong cho chiếc móng giải như này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào.